Bài ngày hôm nay chúng tôi học có tên là Cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí. Và cũng giống như tất cả các bài trước, chúng ta bắt đầu đi vào phần một lớn lý thuyết. Phần một nhỏ, cấu tạo chất. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhắc lại những điều đã biết về cấu tạo chất. Trước khi nhắc lại, thì thầy muốn giới thiệu các em một cái hiện tượng ở ngoài đời sống mà rất nhiều các bạn quen thuộc. Chúng ta nhìn thấy khay đá của chúng ta không ạ? Đá này, nước này và hơi nước đều được cấu tạo từ một thứ người ta gọi là nước, đúng không? Nhưng với nước đá, với đá ấy, đúng không? Đá để uống ấy, thì nó có hình dạng, thể tích và khối lượng xác định. Còn với nước, khi đá đã tan thành nước rồi đúng không? Thành nước rồi thì có khối lượng xác định đúng không? Thể tích thì nó ăn theo thể tích của bình chứa. Được chưa? Thể tích ăn theo thể tích của bình chứa đó. Còn nước đá, còn nước, còn hơi nước nó bay hơi ấy, thì nó không có thể tích, không có hình dạng, cũng không có khối lượng xác định. Ta thấy là từ một chất đó là nước, từ một phân tử nước đúng không, được cấu tạo lên các thành phần khác nhau thì mang tính chất, hình dạng, đặc điểm khác nhau. Vậy từ đâu mà có những điều đó? Chúng ta bắt đầu nhắc lại những điều đã biết về cấu tạo chất. Thứ nhất, các chất thì được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, người ta gọi là phân tử. Đó, ví dụ như là cục đá này, nước này, hơi nước thì đều được cấu tạo từ phân tử nước. Được các em. Rồi, thứ hai, các phân tử thì chuyển động không ngừng. Nhớ là chuyển động không ngừng. Nhớ nhé. Thứ nhất, thầy muốn giới thiệu sâu hơn phân tử có đặc điểm là gì. Đấy, các chất ví dụ như là khí trơ hay là các nguyên tử thì đều được cấu tạo từ các phân tử đơn nguyên tử. Và để hình dung được cái sự nhỏ bé của phân tử, khối lượng, những kích thước nhỏ bé của phân tử, thì ta hãy hình dung như thế này. Khi em hãy so sánh cái khối lượng, thể tích, cái kích thước của quả cam, so sánh kích thước của cam với kích thước của trái đất, thì kích thước của cam bé hơn kích thước trái đất bao nhiêu lần thì nó tương xứng với khối lượng cũng như kích thước của phân tử so với quả cam. Đấy, hãy ta hiểu đơn giản là gì. À, quả cam đóng vai trò như là trái đất, còn phân tử đóng vai trò giống như quả cam ấy. Nó rất 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 nhỏ bé. Các em hiểu chưa nhỉ? Đấy, còn trong nhận xét thứ hai, ta đã biết đó là gì. Các phân tử thì chuyển động không ngừng, luôn luôn xung quanh chúng ta luôn luôn chuyển động. Ví dụ ở nhiệt độ phòng này, 27 độ C đó, nhiệt độ phòng cũng như khi bật điều hòa để 27 độ C. Ở nhiệt độ phòng thì có điều gì xảy ra? Ví dụ như phân tử hydro nó chuyển